Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là vớt nhau về luôn á. Vớt nhau về luôn mà ai vớt ai? Dạ em vớt. Con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em, suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à. Nên em tức quá, em phải ra mặt chứ. Em ra em nói chuyện với nó, em kêu nè, chị nghe nói là em làm như vậy là không có được nha. Đánh con người đi đường đâu kể nghe. Ủa bà đánh làm sao? Dạ tại vì người ta cãi em nên em tức, em cầm nón bảo hiểm em phanh. Rồi lúc ấy chồng sao? Không, bữa đó không có chồng chị. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai chào em. Dạ, hai vợ chồng giống nhau một điểm là gì? Cười rất tươi. Rất là tươi ha. Tươi quá. Cô dâu chú rể tươi quá. Hôm giờ dạ, mời cô dâu giới thiệu về mình trước. Em tên là Lan Nhi, công việc chính hiện nay của em là MC. Và bên cạnh đó thì em phụ với chồng em kinh doanh hải sản tại nhà. Rồi mời em giới thiệu về mình. Em tên là Hoàng Minh, em 27 tuổi và hiện tại công việc chính của em là kinh doanh hải sản tại nhà. Kinh doanh hải sản tại nhà là cái em nhập hải sản từ các dạ, tỉnh lên. Quê em ở Vũng Tàu. Vũng em Tàu. Lấy hải sản từ Vũng Tàu lên. Dạ. Rồi. Hai em là gặp nhau là trong cái trường hợp nào? Dạ thì vợ chồng em quen nhau cách đây 5 năm trong một chương trình làm từ thiện. Dạ gặp nhau một lần duy nhất là vớt nhau về luôn á. Vớt nhau về luôn mà ai vớt ai? Dạ em vớt. Ấn tượng sao mà em lại vớt con người này? Thật ra là đầu tiên là em không hề biết đến sự tồn tại của anh này luôn. Sau cái ngày đi tham gia đó, tự nhiên có một người gọi điện thoại cho em. Em cũng không biết, ủa có gặp anh này hả? Tại vì thật sự ấn tượng đầu tiên của em với anh này là một người vừa quê, nói chung là không có được đẹp như bây giờ đâu, nhờ vô tay em mới được đẹp vậy đó. Trời ơi. Lần đầu tiên gặp vợ em thì em không có ấn tượng gì vợ em cả. Thì sang ngày hôm sau, cái lúc mà đi diễn kịch rồi đó, thì em để ý với vợ em là thấy nhanh nhẹn, hòa đồng với lại rất là vui. Thì em để ý lúc đó, thì sang ngày hôm sau em chủ động em xin số điện thoại của bạn em trong nhóm. Rồi em liên lạc với vợ của em, rồi em chủ động em cưa cẩm. Chủ động cưa cẩm đúng không? Dạ. Bình thường mà người ta mà cua em á là em biết được liền luôn. Riêng anh này á, anh hiền quá nên thành ra hai tuần lễ trời mà anh không thèm nói với em một tiếng nào hết trơn hết á. Em tức quá em mới nói vậy nè. Ủa, mình có thích gì không? Sợ quá, run quá kêu. Có. Từ ngày mai mà mình không có nói với gì là mình thích gì thì mình đừng bao giờ mình gặp gì nữa. Dạ. Rồi lúc đó mình sao? Thì sang ngày hôm sau cái câu đầu tiên mà em nói với em á là Nhi có đồng muốn làm bạn gái của mình không? Và từ đó chính thức bắt đầu yêu nhau. Dạ. Anh thấy có một cô bạn rất là duyên dáng và nhanh nhẹn như thế này. Dạ. Anh nghĩ chắc là trong thời gian yêu nhau em sẽ gặp rất nhiều những câu chuyện vui từ cô bạn gái này đúng không? Chuyện vui cũng có mà em thấy là chuyện cãi nhau thì nhiều. Cãi nhau về vấn đề gì lúc yêu nhau? Nói chung là chuyện tào lao trên trời dưới đất, đi ra ngoài đường người ta chạy nhanh, rồi chồng em chạy chậm em cũng cãi. Nhưng mà vấn đề ghen tuông hả? Hai vợ chồng thì không ai ghen đâu. Không bao giờ ghen luôn hả? Em không công nhận là em ghen đâu anh. Đâu. Không có bà nào mà công nhận bà ghen. Có không? Bà dạ, đúng ghen không? Dạ có. Để lúc có ghen. Ghen dạ. Sao? Mà trong thời gian quen nhau á thì vợ chồng em có làm trong một công ty sự kiện. Thì lúc đó vợ em là MC, còn có thêm BG và ca sĩ nữa, thì lúc đó em làm quản lý. Cái tính của em thì đi đâu cũng hòa đồng, phải là vui vẻ với nghiệp với mọi người. Cái cô bé ca sĩ đó thì thấy em như vậy thì em hiền nữa. Thì bắt đầu bắt chuyện với em, chia sẻ cái cuộc sống của cái ca sĩ đó. Cái chuyện mà đưa đi đâu nhau mà người ta đồn lại với em quá trời luôn chị. Đưa đi đâu? Em không biết đưa đi đâu. Đi đâu? Không, tại vì lúc đó là cái nhóm của tụi em làm ở dưới tỉnh. Thì lúc mà đi làm á thì em có coi em rước bà ca sĩ đi làm chung. Mà thì quá trời người luôn thôi. Mà không rước ai, rước mỗi đúng mình bé ca sĩ. Tại cô đó hoàn cảnh đáng thương hay sao? Em chỉ nghe nói là con nhỏ đó nó ăn hiếp chồng em, suốt ngày cứ bắt chồng em chở đi hoài à. Nên em tức quá, em phải ra mặt chứ. Em ra em nói chuyện với nó, em kêu nè, chị nghe nói là em làm như vậy là không có được nha. Đó, em nói như vậy luôn. Chị muốn ghen đâu đó, nhưng mà em không được như vậy với chồng. Không, ý, em kêu là em không có được bắt anh Minh làm như vậy, làm như vậy nha. Anh Minh là quản lý của em đó, em phải tôn trọng anh Minh. Em nạt nó như vậy thôi. Mà lúc đó đang có mặt mọi người đó, con bé nó về nó đồn lên là em là ghen, em dễ sợ lắm, em ghê gớm lắm. Xong rồi cái em lại tức quá thêm một lần nữa, em lại nói chuyện tiếp. Thì lần này có chồng em nói chuyện luôn, có ba mặt một lời luôn. Lúc đó sao mình? Thì em chỉ biết ngồi với em im, nghe vợ em mà nói qua nói lại rồi thôi. Thì sau cuộc nói chuyện hôm đó thì em chủ động em nói với cô bé đó nè, dẫn đến hiểu lầm như vậy thì thôi anh với em đừng nói chuyện nữa, đừng liên lạc nữa, để tránh cái hiểu lầm về sau. Đó, chứ thực ra thì em với cô bé đó chẳng có vấn đề gì cả. Dạ nhưng mà xong rồi về sau này thì cô bé nó lại nói xấu em tiếp. Dạ nên về sau này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc cuộc sống của mình rất là nhiều. Nhưng mà ảnh hưởng có nặng nề lắm không? Dạ cũng khá nặng nề, tại vì em hiền chị. Mà tự nhiên bị người ta nói vậy nên em cũng buồn. Tức là nặng nề trong cái làm ảnh hưởng tới cái công việc về đến kinh tế của mình hay là đến cái quan hệ vợ chồng? Đến cả hai luôn chị.
À, cái chính là bây giờ là em đã giải tỏa hết được cái vấn đề đó chưa? Nhưng dạ, bây giờ cổ còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống dạ, của em đúng chưa? Rồi. Vẫn còn. Tại vì em lâu lâu em lại vẫn nghe một hai người gì đó nói. Chị nghĩ là như này, sau cái hôm nay á, thì em quên cái việc đó thì tại vì nó đã đi vào quá khứ quá lâu rồi. Bỏ đi, lo làm ăn, lo bán hải sản, lo làm MC. Đúng, dạ. Đúng dạ. không? Nơi đâu mà nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Còn nếu mà vô tình cái bạn ca sĩ A đó mà bạn có xem cái chương trình này và khi bạn thấy được cái tâm sự của hai vợ chồng thì theo chị ấy, thì bạn cũng quên luôn cái sự việc đó luôn đi, giống như cái bạn vợ này này, hai người quên hẳn tất cả những cái điều mà đã từng xảy ra đi để mỗi người phải lo công việc của mình. Bạn thì cũng phải lo dưỡng giọng để ca hát. Thôi, bây giờ nè, công việc của em bây giờ là vẫn tiếp tục với là cái công việc là MC của chương trình. Dạ, em vẫn có làm một số chương trình nữa nhưng mà em cũng hạn chế hơn hồi lúc trước. Dạ. Ở nhà làm kinh doanh là chính, đúng không? Dạ, nói chung là em 50-50 anh. Mà trong cái cách kinh doanh hai vợ chồng có đồng nhất không hay là cũng lại gây lộn? Thì em muốn là hai vợ chồng cùng làm để nó ổn định một cái việc đã. Rồi MC thì em vẫn cứ làm, nhưng mà em đừng có đam mê nhiều lâu quá để sau lắng cái công việc của hiện tại đi. Thì ý của anh như vậy thì có cái vấn đề thôi mà vợ chồng cứ cãi nhau qua cãi lại hoài. Không phải đâu chị, nói là em vẫn cứ đi làm đi nhưng mà nói vậy nè. Thì đi đi, đi luôn đi, đừng về nữa. Đó dạ. Thì nếu đó vợ em đi luôn đi thì lúc em sao? Thì cơm bỏ đi. Luôn hải sản đi kiếm giờ. Bỏ cái đồng áo nữa. Mua luôn hả? Đó. Mỗi lần làm xong về là cứ ủa sao giờ sớm vậy? Sớm đi luôn rồi đi. Nói kiểu nó sống ốc lắm rồi nè. Dạ, mỗi lần nói vậy là gặp em tính nóng nữa. Thế là cái em cứ lại em bắt nhau. Đầu em gây lên. Dạ. Mà rồi vì cuối cùng thì dần sao cái kết ai chịu ai cho tới giờ phút này. Nghĩa là em không hài lòng về cách nói đối với ảnh nên là cố làm cho lợi gan đúng không? Dạ đúng rồi. Như là mỗi lần mà thách em gì á là em làm liền luôn. Chết. Căng thẳng hơn à. Dạ. Có nghĩa là bây giờ cái tần suất mà cãi nhau theo kiểu như vậy á thì là nó là bao nhiêu trên bao nhiêu? Dạ một tuần là cãi nhau hết 6 ngày chị. 6 trên 7 luôn. Dạ mà chị biết sao không? Ngày xưa hai tụi em lúc mà còn quen nhau á, tụi em cũng cãi nhau nhiều lắm nên tụi em nghĩ là thôi chắc lấy nhau về đi để bớt cãi cái gì, hai chồng đóng cửa nhau rù rì. Mà giờ lấy về là có cơ hội gặp nhau hoài nên cãi càng nhiều hơn nữa chị. Ôi trời. Trời, rồi có em bé chưa? Dạ chưa chị. Chưa à, còn nhiều thời gian trống để cãi lộn. Có em bé rồi. Có em bé cái là nghỉ khỏi có thời gian gây lộn luôn. Gây về chuyện em khác. Em nghĩ vậy. Em, chị thấy vậy nè. Nếu mà làm chung thì phải có một người định hướng và người kia chỉ là làm theo những cái gì mà anh ấy nói hoặc chị ấy nói thế thôi. Đó, chị thì chị cái kinh nghiệm thế. Còn chồng một sự nghiệp, vợ một sự nghiệp, mỗi người cùng làm để cùng góp vô cái gia đình nhỏ thì cái đó lại rất là hay. Thì tụi em thử suy nghĩ cái việc đó thôi chứ chị, cái này chị không khuyên được. Em cứ thử suy nghĩ coi, cái đó là một cái giả định đặt ra thôi. Rồi bây giờ tiếp theo nè. Giờ đến giờ hỏi gì bây giờ? Trong 6 tháng ở quen với nhau thì em thấy vợ em có những cái tính xấu gì không? Cái tính nóng thì càng ngày càng gia tăng. Và cái bốc độc thì nó cũng tăng theo nữa. Với này có cái tính tật xấu là cứ mỗi lần mà giận nhau câu trước câu sau là cầm đồ ném rồi. Trời, không ném là chúng em không? Sao chúng em bị em ném à? Ném qua ném qua bên chúng em. Em ném vào nhà hàng xóm không à anh? Trời ơi, có nào trúng ông hàng xóm không? Dạ không, nhà em còn riết rồi thành nó ăn câu mỗi lần mà tụi nó mà gây lộn với nhau á, đi theo lượm đồ. Tại vì có lần có sợi dây chuyền chồng em tặng cho em á, tưởng thọ được có 3 ngày hà. Trời ơi, mất tiêu luôn hả? Dạ, em ném xong cái hồi nó hai vợ chồng mùa quê đó khóc lóc ôm nhau cái lực đực đi kiếm mất tiêu sợi dây chuyền. Trời dễ gì còn. Tưởng thọ có 3 tuổi, 3 ngày. Tìm địa chỉ. Để đi kiếm canh mẹ tới hôi của. Chút nhắn anh địa chỉ anh dời nhà qua ở canh me hôi của, thấy không? Rồi vợ em nóng tính lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà trước đám đông mà vợ em nóng? Dạ có. Đi xe ngoài đường á, cái tính của em là cẩn thận, chạy xe từ từ. Vợ em ngồi sau thì rất là nóng tính, kêu sao anh chạy chậm quá vậy, chạy nhanh nhanh lên vượt có người ta kêu. Em kêu em chạy từ từ thôi, việc gì mà phải nhanh như vậy, phải gấp như vậy. Lắm chị, đến lúc mà em kêu vậy á, cái lại cố gắng chạy nhanh. Thì lúc chạy nhanh thấy ghê lắm, thì chạy lạng lách tùm lum chứng tỏ vậy em thấy. Tại vì đó là tức lên rồi. Ừ, rồi bình thường chạy bình thường thì không muốn, còn muốn cứ chọc tức lên thì phải chạy cho thật nhanh. Nó ẩu. Rồi, sao được tiếp tục luôn. Xong thì hai đứa cãi nhau. Bụp ai? Bụp trong em luôn. Bụp bụp gì? Bụp. Em ngồi xong quánh. Quánh vô lưng hả? Dạ. Có dùng hung khí không? Dạ không có hung khí. Có lần nào dùng hung khí không? Dạ không, dùng. Có khi nào bực quá đánh người đi đường luôn không? Có. Ủa có không? Đánh người đi đường đâu kể nghe. Ủa bà đánh làm sao? Dạ tại vì người ta cãi em nên em tức em cầm nóng hiểm em phanh. Rồi lúc ấy chồng sao? Không, bữa đó không có chồng chị. Trời ơi, gan bữa vậy em gan quá vậy mình, em tại vì người ta đi đường sai
Mà em tức ở chỗ là quá trời người chung quanh luôn, không có chửi ai hết trơn, thấy có mình em con gái nên chửi em. Em tức hả, em đừng có nghĩ là tôi là con gái, tôi không dám nha. Thế là ổng đang ngồi trong xe hơi, ổng đang lò đầu ra chửi mà ê đi đứng kiểu gì kỳ vậy. Em vớ cái nón bảo hiểm bợp luôn. Trời ơi. Dạ em bợp luôn, xong rồi cái ổng lực đật ổng mở cửa xe ra ổng chửi em, nhưng mà cái người ta kêu thôi đi ơi, sai còn là còn mắc nạt của người ta nữa, đi 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 lẹ đi đó. Ở quê. Đó, ổng quê rồi ổng bỏ đi, nhưng mà em nó quýnh trước đây em tính sau. Nóng tới cỡ đó luôn. Dạ. Cái tánh đó của vợ em lo. À, đó, dạ, lo chứ, nguy hiểm lo, lắm á. Em lo nhiều lắm chứ. Nguy hiểm lắm. Em chỉ lo là sao, nếu mà cái tính mà cứ duy trì như vậy á thì sau này mới ra ngoài đường mà gặp cái chuyện mà có thằng nó dữ chứ thật sự mà nó khung khí nữa. Cái nhào tới nó lắm, nó sợ nó xin một phát là mà thôi rồi. Nhớ nghe, dìm lại, dìm lại. Rồi, tiếp còn gì nữa không? Em thì em chỉ muốn là chồng em quan tâm em nhiều hơn. Thì đừng có mê chơi nữa, với lại ủng hộ em trong cái việc em làm MC để cho cái đam mê của em dạ, đúng rồi, để cho em có thể em yên tâm em tiếp tục em làm. Rồi chồng sao? Chồng dạ thì muốn em vợ thay đổi muốn gì? Vợ là biết kiềm chế cái tính mình lại, bớt bốc đồng đi và bỏ cái tật hay ném đồ đi. Bây giờ dạ, này chị nè, kết cho thiệt nhanh hai vợ chồng này nè, chỉ có hai cái đúng hai người là đều mong muốn là hoàn toàn chính xác luôn. Chồng nên ủng hộ cái đam mê của vợ. Còn em bớt nóng lại, kiềm chế lại, nhớ những chứ gì không nguy hiểm, nguy hiểm cho bản thân mình. Thôi bây giờ nè em, bây giờ nhìn ông xã có hứa không? Em bớt nóng tính thì chồng em sẽ đồng ý với em làm đi dẫn tình, tiếp tục cái công việc, cái đam mê của em. Đó. Hứa đi, nắm đi. Chồng hứa cái coi. Bình thường tự tin lắm, nên run quá chị. Không, nhìn chồng mình là tự tin thì. Đối với chồng là tự nhiên riêng có hai đứa là run. Không sao á, rồi nói đi nè, nhìn chồng mình nói. Anh nói trước đi. Em nói trước anh mới nói được. Trời ở đó là nhiêu đi rồi ngồi cái lộn nữa này nha. Thì nếu như anh ủng hộ em thì em cũng sẽ cố gắng hiền một chút. Bớt nóng tính. Thôi hiền hai chút đi. Dạ, hiền ba chút luôn. Thay vì chương trình ở đây thì anh cũng đồng ý cho em làm. Rồi, chúc mừng em. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Đi ăn uống, đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh đi vô trong nhà vệ sinh, cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, nó nói với chị là mẹ ơi giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao, với con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng. Rồi mời hai em ngồi. Dạ cảm ơn. Không biết là hai đứa đó là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn những món gì à? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi ở đâu địa chỉ? 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần nhận mà em đi cũng mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm. Vợ em thì làm lễ tân. Rồi mà mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp á thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi, với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao hơn em. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào em mới trả lời để em
xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Ừ. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Ừ. Gọi điện suốt mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè? Chuyện Tết tình là đi đến đâu nè? Phải có tình nhiều nữa đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Ừ. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì An Giang đón em. Rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn. Luôn đó. Đi bộ ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có ủ mưu chưa? Có. Có đi chứ. Trời ơi. Nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái chị hải sản là khỏe lắm đó nha chắc chị. Chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống. Chấm một tạc không? Sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn cắt kết nhau hơn mà kiểu là trong đó lúc đầu em là muốn cưới người này rồi. Ừ. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá đó, là mình muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính thùng bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là bao tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ. Vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Sợ. Sợ. Thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Ừ. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ chọn lần nào cao cao tí chọn lần lùng quá hả? Nhưng mà thôi cũng dính rồi mẹ ơi đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á mà nó nói với chị là mẹ ơi giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn đó. Là vui rồi. Sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng. Thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung mà không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Quạo. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không? Hay là không sao về lâu? Rồi, không sao về rồi. Đúng rồi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà, đi khỏi nhà hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á? Bỏ về nhà mẹ đẻ, ngủ đến sáng hôm sau về. Em với hai em trông con. Tưởng hôm qua anh kia ông ở luôn, ai dạ ông đi về bọn. Đêm đó em ngủ, em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Tại mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Và từ đó tới giờ là không. Dạ. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Thường là nó 3 tháng à. Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Khóc dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Dạ. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến tới cái phần vui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à. Ừ. Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà được. Nóng mà giống như của ai đổ nước sôi vô người á nhưng mà tiếng là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không?
Bây giờ thì đỡ rồi, giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập đập đồ này rồi có đập vợ không? Đó hôm bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đó. Đánh em cái rồi má má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên em không muốn chia sẻ nữa. Hãy cho về nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả ru con ngủ ở chung làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, cà pháo không gì hết. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì hết. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp, ăn là có mặc đẹp. Đồ hiệu không? Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi hay là một bộ đôi, một áo. Chị thấy vậy đủ rồi, cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng, mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó, thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Tại đồ hiệu nó tốt mà, nó đẹp nữa, mặc dù mê mà. Rồi bây giờ thấy em nó gì? Dạ, kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Tật xấu, ở đây không có kể. Chương trình tốt, khai tật xấu. À, khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn suốt ngày. Đó, ví dụ có chuyện gì nói ra, chứ mà nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống lên là nói chung là sừng sừng mặt lên nó là không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mình quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa đi, bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành những nữa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Cưng mẹ lo cho hết. Dạ. Từ bé giờ là không có làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì, đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Con đang sống cữ mà. Tại vì không có không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn trong cử không cho làm. Trời ơi, giờ em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm. Chứ đừng có giống như hồi chiều này, đi làm tóc từ hồi 8 giờ rưỡi sáng mà tới 3 giờ 10 mới xong. Mà mình đã hẹn với chương trình là 3 giờ 30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đầu nó bảo hẻm đi luôn. Chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt nóng tính lại thôi. Nghe vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí chứ. Nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại, dạ. Đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá. Thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Có con liền. Ừ. Dạ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi tại sao anh nóng. Thì lần sau mình né những cái đó đi. Thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn. Thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em thì thực sự bây giờ vợ em trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà thứ nhất là về trí nhớ nha. Giống như lực bất tòng tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Yeah. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại được ha cưng ha. Yeah. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm mà rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Dạ. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống với nhau suốt đời. Nghe. Yeah. Yeah. Rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ dạ dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á.
Khi mà em gặp bạn này á thì em có thấy bạn này có giống như là cái gu của em không? Dạ không. Trả lời thẳng thừng luôn. Con hơi bị vô tâm á. Trước khi con cũng vẫn nói gặp anh này là con cũng xác định được là sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Xin mời quý vị chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Chào hai em. Dạ, em chào anh chị. Ồ, thấy trên tay em cầm theo cái gì vậy? À, cái này cuốn bí kíp của em. Ồ, để đi chút nữa mình bật mí nha. Dạ. Chắc là bí kíp luyện công hoặc là bí kíp coi như là giặt mặt gì đây nè. Bí kíp luyện chồng đúng không? Dạ. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Hương Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên Nguyễn Chấn Tính. Nguyễn Chấn Tính luôn ha. Chấn Tính. Dạ vâng vâng. Chấn Thành với Chấn Tính. Gom lại. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của Tính là gì? Dạ em bên nhóm nhảy à. Dancer. Dạ trước dancer giờ nghỉ à. Ủa nhưng mà bây giờ là em hoạt động ở đâu? Dạ em giờ quản lý nhóm nhảy luôn. Dạ. Giờ mình lên chức rồi ha. Dạ. Mời em. Dạ em tên là Hải Vi. Hải Vi. Dạ. Mẹ Hải Vi tên là gì? Dạ anh Cao. Tôi nghi rồi. Sao? Bạn Facebook của tôi đó. Mẹ của Vi là bạn Facebook của chị. Ủa gì hả? Ủa. Mà sao chị phát hiện vậy? Tại vì cái mặt giống. Giống hơn. Ừ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ em 27 tuổi. Trước đây thì em cũng là dancer, là diễn viên tự do. Bây giờ là diễn viên tự do đúng không? À, không, bây giờ thì em làm mẹ bỉm. Vậy hả? Là mới à? Mới à cưng? Dạ con được 8 tháng rồi. Chắc có lẽ là hai đứa là như là đi diễn gặp nhau rồi là quen nhau này. Dạ, quen nhau trong hậu trường đúng không? Dạ không có gặp luôn à. Không biết nhau luôn. Thực ra là hai vợ chồng làm chung một ngành. Ừ. Nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau. Bạn bè chung thì đã rất là nhiều. Hỏi tới bạn chung thì ai cũng biết hết. Ừ. Hay ho nhỉ. Rồi vậy cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á. Nghĩa là nhiệt tình comment lắm đúng không? Hôm đó em vô tình lướt Facebook thì thấy là cái chị chơi chung với em á. Đợt đó thì em cùng một cái nhóm bạn là hay chơi bắn súng online á. Thì chị up hình với lại chồng em và ba người bạn nữa. Tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment vào, em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ. Ngon miệng đó. Em đọc được comment đó đúng không? Dạ. Đọc cái câu đó làm sao thấy như tự em, ái ghê không? Như em trả lời là ngon thì ăn đi. Anh đoán được luôn á. Nhưng mà chắc chắn ta là comment em vậy thì em nói em trả lời làm sao? Thôi đừng em ăn có dám nữa. Không? Đừng ăn nữa, anh là bông đã có chủ rồi. Ủa nhưng mà là chắc chắn là em phải coi cái hình nền thì em mới comment trả lời kiểu đó. Dạ em comment xong rồi em mới coi vậy. Dạ thấy cô này sao? Ủa, Facebook thì thấy cũng bị ảo lắm. Dạ thấy Facebook thấy tùm lum tùm la thấy mà không biết đang làm gì mà ảo. Ảo lắm. Rồi mới thử coi hẹn gặp thử ngoài coi có ảo giống ảo như sao? Kiểu chụp hình đẹp lắm, thấy úp nhiều lắm. Rồi cái muốn họ gặp ở ngoài coi thử như thế nào coi có đẹp giống vậy không. Dạ, đúng không thử chứ cũng không có tính chuyện mà xa nữa tại lúc đó cũng đang chia tay bạn gái. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tầm khoảng tuần sau gì á. Cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp Vi thì sao? Thì thấy cái sống mũi cao quá giả. Phát hiện liền luôn rồi sao? Dạ nhìn là biết rồi. Có hỏi thẳng luôn không? Dạ không, nghĩ bắt đầu nói chị làm sống mũi cao dữ trời. Tại lúc nó mới làm nó chưa có. Tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa. Làm quá lố luôn. Đúng không? Thế còn Vi thì lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì sao? Thấy ngon thiệt không? Em thấy mắc cười. Ảnh ở trên hình thì nhìn có vẻ là chững chạc. Mấy người mà Hồng Kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu. Nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước, cũng vui. Thế là hẹn gặp thử coi sao. Mà cái lúc gặp nhau lần đầu tiên không có ý định gì hết, chỉ là ý định làm ăn thôi. Tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra, ảnh hỏi em làm nghề gì. Lúc đó em kêu là em làm social selling. Anh hỏi là ủa cái đó là gì em, thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ chứ anh không hiểu cái đó là cái gì. Ổng nhắn tin cho mình, ổng hỏi là ủa em xinh như vậy rồi có bạn trai chưa? Em cũng nói là em chưa có. Anh cũng chưa có bạn gái nè, không mấy mình hẹn hò nhau đi. Thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước. Đó là mới có 10 giờ rưỡi thôi mà đang nhắn tin, hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn. Thôi anh buồn ngủ, anh đi ngủ trước nha, lát em ngủ ngon. Em bị chưng hửng luôn á. Giai đoạn đó là con cũng mới chia tay bạn trai, trùng với cái khoảng thời gian mà anh chia tay bạn cũ. Mẹ có nói là sao tôi thấy từ trước tới giờ mày không có quen thằng nào ra hồn hết á. Mẹ mới đưa cho cái cuốn sách là nói về luật hấp dẫn á. Thì mẹ kêu là đọc cái cuốn này đi,
rồi mày coi coi là mẫu người lý tưởng của mày sao đó, mày sử dụng y như vậy cho tao coi 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 kết quả làm sao. Kết quả là nó đúng, là nó xảy ra đúng thiệt. Từ cái gu ăn mặc, từ cái ngoại hình. Tức là con can vô bạn này là đúng vậy luôn. Dạ đúng rồi, là trước đó, trước khi gặp anh này là con đã làm một cái bản ước mơ kiểu vậy. Thì hoàn cảnh gia đình luôn, nói chung là có nhiều cái nó trùng hợp. Dạ, cái cuốn đó là cuốn gì hay quá vậy? Thôi em đừng, em hết cửa rồi. Em không có xài được để giới thiệu cho các bạn. Khi mà em gặp bạn này á, thì em có thấy bạn này có giống như là cái gu của em không? Dạ không. Trả lời thẳng thừng luôn. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn, cái gu của em đó là gu gì? Gu của em là cao, không có sữa gì hết á. Mà gặp cái sữa hình như lúc đó độn càm nữa hay gì á. Không có. Sữa mũi, rồi mà bị lùn nữa. Cái nhỏ cũng cao mà, con cao nhiêu vậy? Dạ, 1m58 ạ. Thấy không giống như chụp hình rồi. Cho nên bởi vì mới ngồi im giống như uống trà đạo vậy hả? Dạ, lúc đó uống, cũng uống trà đạo, hôm bữa đầu tiên gặp uống trà đạo. Trà đạo luôn. Em có về, em kể cho bạn nghe là em áp dụng cái cuốn luật hấp dẫn đó. Có kể về chàng trai này nhiều không? Thì không có kể về nhiều. Mẹ có gửi cho em một cái clip nhóm anh này thi ở bên Trung Quốc. Mẹ kêu là trời, sao cái nhóm này nó nhảy đẹp quá, tạo hình bông sen đồ các kiểu bằng đèn led á, sao mà đẹp quá. Rồi cái thằng mặc áo đỏ, cái thằng đó đẹp trai quá ha. Cái là thằng mặc áo đỏ là anh này. Vậy là cô có coi cái nhóm của con đó à? Là cái nhóm đèn led mà múa mà cái nhóm mà thi cái chương trình gì của Trung Quốc, thì chương trình rồi, cũng lớn lắm á, có talent á, có diễn cái bài đi cấy gì đúng không? Dạ. Rồi các em là quen nhau bao lâu thì mới chính thức ở chung với nhau? Tụi em chính thức quen nhau là sau 3 ngày. Cái 3 ngày mà tụi em quyết định quen nhau á là 3 ngày đó tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn. Cái tới ngày cuối cùng á, sáng 8:30 là em đi quay phim, thì ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn. Thì sáng đêm luôn thôi. Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ. Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em bên quận 7 nó hơi xa. Nhà anh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự, anh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi coi ổng sao. Coi ổng có uy tín không. Có uy tín không? Có uy tín. Đó, nói được làm được đó. Có hung cái không? Không luôn. Tụ hôn đầu tiên của các em là có phải trong 3 ngày không? Dạ không, 1 tuần sau. Sau cái 1 tuần đó là tụi em dự định là đi du lịch chung với nhau. Ảnh hôn xong rồi ảnh mới nói là anh định là đợi cái nụ hôn này để tới lúc mà đi Đà Lạt á, nó có khung cảnh nào các kiểu trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nó lãng mạn. Nhưng mà bây giờ không chịu nổi. Rồi tụi em lấy nhau là bây giờ được 2 năm. Dạ. Đúng không? Bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là vạch mặt nhau, cho em kể trước đó. Cô ấy có nhiều tật xấu, có nhiều tật xấu không nè? Nhiều lắm cô. Giờ xuống chung mới biết là nấu cơm nấu nước cũng không có nấu, dân tiệm mà. Ủa không biết nấu ăn gì hết? Dạ biết mà ít nấu lắm, vì nhà cửa nó không dọn dẹp, bà bề bộn. Dạ không nấu ăn. Dạ lúc mà trước quen á thì chia sẻ nhiều lắm. Sao quen rồi chia sẻ không vô? Là người nào chia sẻ? Là hai. Cả hai luôn, hai nói chuyện nhau là vô. Không vô luôn. Không vô giống như mình bị dụ vậy. Vô duyên. Trời, vô duyên ghê. Chứ nữa. Em đi diễn gì nhiều á, rồi cổ có ghen không? Dạ hình như hai chồng không có biết ghen. Chưa tới giai đoạn đó hay sao mà. Chứ hay vì cũng ở nhà không mà, em cũng không có gì để ghen. Em cũng đi làm, đó đi làm giờ làm kiếm tiền không mà. Vi không ghen luôn? Dạ không, tại vì em biết được cái giá trị của anh này như thế nào, mình đặt niềm tin được. Hiện tại là hai vợ chồng em đều ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại thì em vẫn đi lên đi xuống giữa Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Tại vì con thì để ở dưới Cần Thơ cho mấy bà trong. Ở trên đây thì chỉ có hai vợ chồng thôi mà anh đi suốt, anh đi làm, nói chung là anh bận việc lắm. Mà một mình em thì quay với con á thì sẽ không có chu toàn được hết mọi thứ á. Mẹ với dì kêu là thôi về dưới đi, có gì mẹ với dì phụ. Mẹ con là ở dưới Cần Thơ hả? Dạ. Trời ơi, bạn bè Facebook nhau tôi cứ nghĩ bà đâu ở vòng vòng Sài Gòn, tôi đâu nghĩ bà dưới Cần Thơ đâu trời. Không xác định được địa lý. Không xác định được luôn á. Ồ vậy hả? Rồi, bây giờ nè, anh đang rất tò mò muốn biết cái bí kíp đó là cái bí kíp gì và ở trong đó nó có cái gì nè. Trước khi em nói về tật xấu của ảnh. Đây cũng không phải là bí kíp gì dữ dội, nó chỉ là một cái cuốn sổ để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mà bản thân em thôi, chứ không phải tụi em nha. Bản thân em cảm thấy những cái này là những cái nó chân quý. Từng cái tin nhắn lần đầu tiên ảnh nhắn cho em. Mà những cái tin nhắn mà nó có ý nghĩa, gọi là nó chạm tới cảm xúc của mình á. Mình lưu lại. Cho anh mượn coi được không? Dạ được. Nó cũng hơi cổ rồi đó, cho nên là cẩn thận, nhẹ nhàng. Anh thấy em rất là xúc động nha. Dạ. Cuốn này là nó cũng bắt đầu hình thành là cách đây cũng 2 năm mà. Dạ. Xin phép được đọc mà cái dòng đầu tiên. Đố anh biết... em đang nghĩ gì?
Có thể hơi trẻ con nhưng đây là cách em cất giữ những kỷ niệm cho riêng hai đứa mình. Cùng em chơi nhé, em sẽ viết trước rồi gửi lại anh để cả hai cùng vẽ tiếp cái kết của câu chuyện này nha. Mèo yêu quái. Ồ, quý lắm nghe em. Con phải in nó ra đúng không? Con dạ. In ra. Cái thời điểm con làm cái cuốn sổ này là hai đứa quen nhau kỷ niệm được một tháng. Thì là con phải ngồi con lục lại hết tin nhắn từ đầu để chụp lại những cái nào nó cảm thấy nó ok. Nhật ký tình yêu của hai đứa. Cái này mình làm thì giống như là để mình sau này một thời gian dài á, mình xem lại thì nó gọi là nó có được một cái nơi để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc ban đầu. Thời gian sau này sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa, thì đây sẽ là những cái thứ mà nó giúp mình nuôi lại cái cảm xúc đấy. Hay quá. Vợ con là một người nội tâm có những điều rất là sâu sắc, có nhiều cái vợ con còn để trong lòng vợ con chưa có nói cho con nghe. Đó là cái tình cảm mà vợ con dành cho con rất là nhiều. Ví dụ như là vợ con thương con 10 nhưng mà vợ con giấu ở trong lòng 4. Nhưng mà con phải hiểu là bạn là cái người mà nhìn những cái nó bao quát cái chi tiết, những cái tiểu tiết, những cái lặt vặt là bạn không có để ý. Người vợ á cảm thấy là con hơi bị vô tâm á. Trước khi con cũng vẫn nói gặp anh này là con cũng xác định được là sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Ban đầu á thì có những cái ý như là con thể hiện rất là nhiều, có lẽ cái này là con cảm nhận thôi. Cái thời gian đầu á ảnh hay nói là trời em bớt diễn đi. Có lẽ là do cái công việc trước đây á thì nó có một cái định hình không tốt, thì có lẽ là có những lúc mà mình thể hiện nó hơi quá, cái cách thể hiện của mình á nó cũng hơi nồng nhiệt quá, thành ra người khác họ bị ngợp. Và với cái tiếp người mà thực tế như thế này nè thì họ không tin cái điều đó. Cũng không phải là do con không nói mà là do ông này ông bận lắm. Lúc đầu thì còn có nhiều thời gian để đi cà phê nói chuyện nhau, sau dần dần thì nó không còn cái thời gian để nói chuyện nữa, thì có những cái là nó qua rồi thì thôi. Vợ nó không có diễn đâu, thương con lắm á. Đúng á, hồi nãy bạn cô nói chuyện là cô thấy bạn rất coi là vợ con rất là thương con. Bây giờ khui tật xấu ông đi. Đàn ông thì cũng có vài tật linh tinh thôi. Như là ví dụ như bề bộn, như trước lúc mà mới quen không bề bộn lắm đâu, mà kiểu như quen một thời gian rồi á chắc tại thấy con cũng bề bộn nên bề bộn theo. Bề bộn thôi hả? Dạ, với lại cái kiểu mà hay nóng tính thôi. Có lãng mạn không? Không lãng mạn. Những cái ngày lễ á không tặng quà nhưng mà sẽ rủ đi coi phim, rủ đi cà phê, đó cũng là một cái gọi là cho cái có cái gì đó nó khác với ngày thường cũng được. Rủ đi cà phê cũng được. Dạ. Rủ đi coi phim cũng được ha con ha. Không biết tặng quà gì luôn con. Tại vì tiền là vợ giữ à hay gì? Không. Dạ không, hai chồng độc lập, tiền ai lấy xài. À vậy đó hả? Vậy thì con phải tặng quà nha. Dạ rút kinh nghiệm. Ừ rút kinh nghiệm nha con. Ngày 14 tháng 2 năm vừa rồi á là lúc đó là con đang mang bầu em bé. Sáng sớm đi xuống dưới nhà thấy anh này anh lụi cụi anh làm hoa, làm bông được các kiểu. Cái nhà thì cầu thang xuống nó sẽ có cái vách tường che như thế nè. Mình đứng mình nhìn ra mình nói ủa ông này ông làm gì ta, lấy ông tặng hoa cho mình mà chắc không có đâu, tính ông này bao giờ vậy. Cái mình ra mình hỏi ủa anh làm gì vậy? Làm bông tối diễn. Không xong đã vậy còn đế thêm câu chứ không lẽ em nghĩ anh tặng em. Trời ơi. Không thẳng qua thẳng luôn. Ông thẳng mất. Xong cái tối cái hai vợ chồng đi với nhau, đi chơi với nhau, cái nhìn thấy người ta bán hoa bên đường á, con không nhớ lúc đó con nói câu gì á, cái ổng ấy nói là tính mua hoa tặng mà tại đi chung rồi tặng hoa không có gì bất ngờ nên khỏi mua. Không mà tại vì bạn nghĩ như vậy thì dạ. Nó nói như vậy. Thằng nghĩ sao nó vậy à? Em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Chỉ có một cái là cân bằng giữa cái việc mà công việc với lại cái sức khỏe. Chồng em thì bị cái tật là tham công tiếc việc kinh khủng lắm. Anh bỏ bê bản thân nhiều lắm. Cái thời gian mà em về quê chăm con thì ở trên này ổng coi như là ổng xả vàng luôn. Ăn uống thì ăn ở ngoài. Con cũng sợ là không đủ chất cho nên là con mua thêm thực phẩm chức năng cho uống. Phải nhắn tin lên anh ơi uống thuốc chưa. Nhắc vậy đó mà vẫn uống ngày không. Cuối cùng là không uống luôn. Thì chỉ có là cân bằng lại, nghĩ tới cái sức khỏe và nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì mình còn đi đường dài nữa. Còn tính. Chỉ muốn vợ con là công việc ở nhà sắp xếp cho nó gọn rồi cho nó sạch sẽ ngăn nắp thôi. Với hai vợ chồng cố gắng sắp xếp làm chung công việc, san sẻ công việc với nhau là ổn. Giờ gì nè, đây là cái mong muốn của anh. Hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình này, anh rất muốn nghe em nói một vài lời gì đó với vợ của mình. Cảm ơn em đến bên anh. Xin cho anh Beso, anh yêu em.
lần đầu tiên luôn á. Đó, lần đầu tiên mừng không? Không, dạ, không đi. Không cái đi. Không ngồi bả cái đi. Cưng quá trời. Không ngồi đi. Chúc cho hai em nghe. Dạ. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn Ngô. Cảm ơn. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắt nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. À. Cắt bông, cắm bông đồ. À. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác. Tức là cái khu đó gì? Bữa đó gái đẹp nhưng đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại. Quỷ cá cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi. Rồi quý vị khán giả, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ dạ, giới thiệu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Bảo Lâm. Năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên. Và đây là người đầu ấp tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi Quỳnh. Dạ, xin chào mọi người. Em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau? Và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là anh từ thành phố anh về anh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ, dạ. Lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vút vút các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thế ghê lắm. Em còn nguyên chậm bóng mà sao xe đó. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao đẹp mới biết giống một con. Không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ từ lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Với lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trường sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về với cái việc của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Kiếm phẩm, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm trổ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì trưng diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nhưng không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng sao là chột bóng bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em mua 200.000 bóng bóng. Mà bóng bóng bay đó. Mình nặng. Sao anh Thuận, em tâm sự với anh mà tự anh nói em bệnh nặng. Không chung bóng bóng. Rất là nhiều. Rồi sao nè. Chung chùm bóng bóng mà bóng bóng màu hồng, màu xanh đồ, màu rất là bu đê. Dạo dạo mà chứng yêu. Tức là cái khu đó đó, là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát khách, quát khách để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Lúc có quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi giờ sao đây, không lẽ cũng làm còn bóng bóng rồi làm rần rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó gì? Bữa đó gái đẹp nhưng đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại. Đó. Quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái thôi mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em thấy kêu thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái tí em. Quỷ cái gì quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai. Không ai. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn, em rủ đi ăn đúng không? Dù duyên, tại tôi rủ viên nhóm rủ ông nào. À rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà quý một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Đó sao không bao người ta. Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá.
Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Ông ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Rồi cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi trời đại chứ, để nó công nó càng cười riết nữa. Cái xong cái cũng cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em thấy cô này hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có nhiều chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều gì em cũng là gái mới lớn mà. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó, em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại vì anh thấy ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ganh tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Dạ, em cảm nhận được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cứ ấy không nó. Hiểu không? Quen nó có vụ đó. Nó đây nè. Lực lưỡng có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu em là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa đó, ở lâu không? Dạ. Tự nguyện. Ghê lắm. Ai? Ai ghê? Ý là em á. Sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Thử hỏi. Quỳnh nào chịu nổi? Quỳnh nào mà chịu nổi? Vậy có nghĩa là Lâm đâu có cần vụ nhiều đúng không? Không vụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ví dụ em muốn hề nó hề. Em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Bao lâu thì cũng lên Sài Gòn. Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. Sợ. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Trời ơi, tôi sợ ghê. Trời ghê ghê. Cái bà đó ghê, nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Em còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng, tôi vậy là mấy người đàng hoàng. Đúng. Trời ơi, tụi hung ghê, tụi nắm tay, trời ơi. Bà đó theo trai sớm. Đó, hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút của này nọ. Nhưng mà. Nhưng. Thật lòng. Và quen đến 5 năm. Và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi. Và em lo cho cô này được rồi. Và em... kêu là thôi lên đây ở đi để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà ảnh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện video video hoài, đi đâu mà sống mà không cho gặp mặt. Đi quay với ai? Bà ghen á phải không? Bà ghen. Đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh rồi đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em một ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái núi này ra luôn. Trời ơi trời. Nói nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà hai em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Lúc rồi đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ, anh bày hài lắm. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Vô duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh này vậy, anh hay dục lên mặt em vậy là. Trời ơi. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay cái quần anh dục mặt em đó. Rồi cái gì nữa nè? Ông nhân viên đó, ông ví dụ ông kêu em là ông nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn rồi lần nữa mới chịu ăn, mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau, chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn nó khen tới tấp. Mèo ơi. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chơi giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự nấu đồ ăn rất dở luôn.
là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Và đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường, không bao giờ mình ăn đường. Em là khoái ngọt, khoái ngọt. Bây giờ đi làm vừa mệt vậy mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết, xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường, không ăn được, nó mặn hoặc là nó lạc quá, đúng là nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc lại là căng thẳng lắm luôn, rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi, nói luôn tới phần em rồi đó, không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả số bít bít, điện video của em tắt 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 tắt, ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi, không điện cho Nam Thư, điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng, rồi điện cho Khả Như, điện cho tất cả số bít. Mà 4 giờ sáng điện ta, rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư, chị Thư bắt đầu đồn cho đó bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong nói thằng Lâm đi ăn chơi đồ này nọ, là bữa điện ai? Nam Thư hả? Chị ai? Tội nghiệp bà Nam Thư, sao mới trời, Lâm ơi tôi tưởng mày chết, Lâm ơi 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời, Lâm ơi. Có nghĩa là làm rần rần đổ đổ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói là trời, biết nó bị cái gì không? Có chuyện gì không mà sao vợ nó hoang mang chứ vậy? Dạ. Cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn. Vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà không cho chơi. Mà biết đi tập bài, đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại nó đi chơi em phải nóng lòng chứ. Lo đúng không? Phải lo chứ. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi, cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ, em về em giận luôn trước chị. Mà từ đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em, không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Rồi ôi. Là nó xin lỗi đồ này nọ, bóp chân bóp tay đồ này nọ, quề luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi, không có dám không nói có. Ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà không có. Ở nhà em không có nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm, anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không? Ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt. Thiệt không? Dạ không thiệt. Tức là bữa đó giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Anh nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng được ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà em không có nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Anh tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh hơi ít nói đúng không? Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều, dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao rồi tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, công chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà gọi ở trọ, trước chưa có con á, anh là con của em á. Anh ngồi trong phòng, anh sung sướng, anh thích nhất là trời mưa là được ấm áp, mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho anh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Đi ghét quá vậy. Vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó, mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không lặn. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Ngày hôm nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em với con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị, là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Ví dụ lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá, nó bị tăng xong, nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không, không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hầy luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok. Nhưng ở nhà mặc những bộ đồ hú hồn. Những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn, ngoài 40 ngàn hả? Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt, miệt thứ, miệt mà đổ đống 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 đó. 30-40 ngàn. Mấy cái mà ren 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 mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nọ mà nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé, bữa em bứt hai cái dây nè để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu. Em không phải mặc đồ, em uống lừa một xíu. Uống lừa để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chịu vẫn mặc cái bộ đồ sớm xuống mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ thấy ghê lắm. Để không hết. Tại những cái đây mặc nó thoải mái của em bé nữa. Em nó mặc đầm thì nó rườm rà, đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc, em phải chạy lên. Vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mà rất là mệt. Mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi dù răng mình bị mẻ. Bây giờ em mình đi làm đi, cũng không chịu làm. Chứ mày là cái
thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Dạ. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? À, em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh, em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày, em tức em chửi trợ lý em, tụi nó làm mất, ai về về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chửi lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu à, đi đám cưới đám hỏi đám ơ rồi đó, thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200.000-300.000 không chịu, nhà tự vẽ chị. Mà nó cũng khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà phải khi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên rồi này mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ. Vẽ sao đâu nè? Tức là tự phiêu anh. Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không. Chương trình có mắc cúp đàng hoàng. Thì lên trả cho người ta làm. Em đạt hai chồng chữ lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn, nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống mình nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có trêu lố quá. Anh nhiều khi anh chơi mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn em cũng trang trí đồ đẹp lắm, nó hoành tráng gì, nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút nhưng ăn vô thấy ghê. Em mong muốn thay đổi điều gì? Người đàn ông này. Dạ chỉ mong anh là bớt chơi em lại thôi. Lâm là cái như tấn công tới tấp Quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Yeah. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. À, ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc nhau là được. Ok. Lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thế nha. Qua đường đó chứ em không có ý gì đâu. Là định luôn quốc ngựa Di Phong đó. Vợ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm mà. Có nghĩa khi em cưới về mới biết vợ em nó khôn như thế nào. Còn trước đó thì em nghĩ nó khôn. Dạ. Em lúc nào cũng em không biết gì trơn á. Anh là số 1. Anh là rất là dai, anh là rất là dẻo kiểu vậy thì ai khen mình thích người đó. Còn về nhà mà vợ bày bèo quá kiểu mà cứ chê nhìn mặt anh hiểu. Mời quý vị chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp đôi đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời các em giới thiệu về mình. Dạ em là Trần Minh Quang. Dạ năm nay 37 tuổi, giám đốc công ty giải trí DMC Sài Gòn, có làm thêm mảng bất động sản. Quang là một DJ rất là nổi tiếng. Dạ thì em làm DJ khoảng được 15 năm rồi. Nhưng mà em sẽ hạn chế lại là không nhận nhiều quá để em dành thời gian em đầu tư. Rồi mời em. Dạ chào chị Vân, chào anh Vin. Em là Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Năm nay em là 31 tuổi rồi. Em làm đạo diễn, thường là những chương trình về ca nhạc, sự kiện hoặc là chương trình truyền hình. Một hồng một đỏ ở đây em đen thui à. Chị với em á bị lấn nước chị ở chứa đâu nhìn xuống đôi giày của thằng Quang đó kìa. Trời ơi chết rồi. Kim Tuyến ủa không phải Kim Tuyến ghê. Thì anh Thuận rất là muốn biết cái mối tình của Nhân với Quang bắt đầu như thế nào. Tụi em gặp nhau ở một cái sự kiện ngoài Hà Nội. Xong Hà Nội thì tụi em có một cái chuyến đi chơi cũng vô tình gặp nhau ở Sapa vào cái đêm Noel và có tuyết đó, thì nó hơi lãng mạn vô đó. Dạ vậy thì tuyết rơi thì sao Nhân? Lúc mà em gặp ổng á thì thật sự là ổng không phải gu của em. Gu của em là hot boy láng mịn rồi phải lạnh lùng. Thì anh này lúc đó em gặp ảnh là ảnh bậm trợn lắm, đinh ốc tùm lum hết, cái style rất là giang hồ. Mấy anh mà em thích á là phải im im ít nói, mắt hấp hiêm đồ. Dạ. Ngồi nhìn xong mắt hấp hiêm lâu lâu. Nhưng Quang là cũng là thuộc ít nói mà đúng không? Từ ngày quen ảnh xong là ảnh nói hết phần em đó. Thì trên cái chuyến mà đi Sapa đó đó mà em nhớ là 7 giờ sáng đi tới 7 giờ đêm mới tới Sapa. Thì coi như là em ngủ suốt, còn ảnh thì ảnh nói suốt. Thì em ngồi sau, Nhân ngồi trước. Thì em không biết làm cái cách nào để
chú ý á, tại vì em cũng muốn tìm hiểu này kia. Thì nói em biết có cách là em chỉ nói thôi. Sau đó thì hai đứa sắp lá cà với nhau như thế nào? Người ta tuyết rơi lãng mạn, em sắp lá cà. Có nghĩa là đợt đó là tụi em lên đó, tụi em thấy được tuyết của Sapa. Trời rất là lạnh, rồi đi ngoài đường là xe gắn máy thì phải che, mà giống như là che cái ni lông. Cái ni lông. Ngồi thì cô này cũng không có cạ nhiều, thí dụ cạ nhiều mà sẽ ấm hơn. Cái ni lông có cạ chút nhiều nhẹ thôi. Nhưng mà rồi sau cái đêm đó thì sao? Thì tụi em vẫn mỗi người mỗi phòng. Dạ, tụi em rất là trong trắng. Xong cái vụ Sapa thì về Hà Nội thì em chưa có ý gì với ảnh hết trơn á. Nhưng mà ảnh cứ vậy ảnh đi theo em hoài. Nhân ở đây ở Hà Nội mấy ngày để anh đổi vé anh ở lại với Nhân. Lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thế nha. Qua đường đó chứ em không có, không có ý gì đâu. Là định là quốc ngựa Di Phong đó anh. Em là... Giống như qua dạy bên đường. Dạ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm mà. Có nghe khi em cưới về mới biết vợ em nó khôn như thế nào. Còn trước đó thì em nghĩ nó Em lúc nào cũng em không biết gì trơn á. Coi như từ Sapa là đêm hôm đó xong rồi em về Hà Nội đúng không? Rồi chồng em dụ em là ở mấy bữa. Rồi cái Hà Nội là đất của em mà. Trai em ở đó hơi nhiều. Cái em hẹn ra cũng hình như là cũng đủ mặt á. Cái ông dây cũ hẹn ra gặp em. Đó gặp nguyên vàng luôn. Không có biết nhậu mà cũng ráng theo em đi ra quán nhậu. Cái tự nhiên ai cũng tưởng ổng bồ em trơn. Em dắt ra để cho ổng giạt qua một bên. Mà ai ngờ ổng thể hiện sao cái mấy người kia giạt hết. Bao lâu thì em chính thức làm chủ nhân của cái bông hoa màu đỏ kia? Thì cũng khoảng 2-3 đêm ở Hà Nội. Thì em thì về khách sạn đưa con này về. Thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho trợ lý em. Mà trợ lý em thì là bóng bóng bang bang đó. Là thích em. Dạ đó. Thì đủ em vô. Có Nhân chứ không là em qua nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu. Thì trong lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình, em không có tính toán luôn. Nhưng là em gọi điện cho thằng em đến nước mà nó lâu quá. Đợi đợi hồi cô này ngủ hồi không hay luôn. Thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn, hai đứa cũng hơi ngủ. Chả làm gì hết. Mà đêm, Len ấy ngủ. Dạ đêm đầu tiên của em rất trong sáng. Rồi đêm thứ hai. Dạ. Đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh nạn tiếp. Dạ đúng có rồi. Có lánh nạn không? Dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn. Vẫn phải lánh nạn. Dạ. Đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị. À là em bị giải cứu luôn hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Dễ dãi quá nha. Em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Sau đó cái tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em cũng mất hết là 2 năm 9 tháng. Anh được biết rằng là trước khi đám cưới á, em đưa Nhân đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không? Trước khi Nhân gặp em thì Nhân cũng ít đi. Tại vì bận quá, cô này cô làm việc liên tục. Em thì thích đi du lịch, với lại em cũng coi đó là cái mà để hai đứa có thời gian cho tìm hiểu nhau. Thì cổ cũng ra một cái lời thách cưới là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới anh. Thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm thì em phải bào cỡ nào. Rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Dạ đúng rồi, em bé. 4 tháng. Dạ. 4 tháng. Ở với nhau được 2 năm. 2 năm 9 tháng. Nhìn nhau vẫn còn tình tứ quá. Dạ. Vậy có anh có tật xấu gì không em? Nhân. Nhiều chứ. Nhiều lắm á. Anh nói nhiều kinh khủng luôn. Vậy hả? Dạ. Em nói chị nghe là chị cứ nghĩ cái đêm đầu tiên đi. Là vô là phải làm gì đúng không? Như ông nói tới sáng luôn á. Là đêm thứ nhiều mới làm đúng không? Đêm thứ nhất là ông nói thôi. Dạ. Đó nghe đêm... là em thôi, em làm đại đi để cho ông mít nói luôn. Anh giờ anh nói vậy là đúng á. Sáng em dạo lâu quá anh hiểu không? Mà xào luôn. Sân ngồi. Xào luôn rồi đi. Thôi đừng nói nữa. Xào luôn. Đúng rồi. Đó thì anh biết em. Thì em hai đứa ngủ chung. Ngủ chung sáng dậy ông nói tiếp. Ông nói mà ông còn vậy nè. Em hiểu không? Rồi cứ dạy là hai người phải muốn hòa hợp với nhau thì phải sao. Ủa cái gì kỳ á? Ủa em đâu có định làm gì với anh đâu. Mình ném đá vào đường á. Dò đó. Thông minh đó. Nhưng mà anh cứ vậy đó, anh cứ đều em. Ông nói riết ra riết. Qua nói được rồi làm luôn. Ông có nó sợ ngủ. Ngủ giống như cái chuyến xe mà Hà Nội Sapa đó. Ngủ. Nó mật cho rồi chứ để ngủ. Con bé thì mê ngủ, còn thằng này thì mê nói. Nên con bé ông chạy ngủ. Xe, ông chở ông đi ăn. Mà ông cứ quay lại ông nói hoài. Nửa tiếng chưa về tới nhà, ông cứ quay lại ông nói chuyện.
Có nhiều. Nói nhiều. Cái này em nghĩ là nên chia sẻ, có nghĩa là hai cái kỹ năng mà rất cần cho người, những người phụ nữ và những người đàn ông luôn, đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng động viên. Có nghĩa là qua cái chuyện của em á, thì em mới thấy được Nhân là người rất kiên nhẫn để nghe em, trong khi đó em không tìm được ai nghe em. Không tìm được ai nghe em. Và cô này rất hay khen anh giỏi quá, anh đẹp trai quá, phải mê đó, anh to quá, anh khỏe quá. Ngày nào cũng khen. Dạ, thì bà cứ khen suốt vậy, tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có xâm nhung bộ thận, mình cũng khỏe như thường. Đôi lúc đàn ông thì trong nhà họ không được khen nhiều và họ không được lắng nghe nhiều, thì họ mới ra ngoài họ tìm người lắng nghe. Cái ở ngoài mấy cô đó thì chẳng hạn như là cứ khen thôi, anh là số một, anh là rất là dai, anh là rất là dẻo kiểu vậy, thì ai khen mình thích người đó. Còn về nhà mà vợ tầm bày bèo quá, kiểu mà cứ chê nhìn mặt, anh hiểu cái gì nó cũng vậy, giống như vợ nấu cơm thì chồng cũng phải khen. Chứ không khen thì nhiều khi người ta không biết đâu, làm xong cũng chả được công nhận để làm gì. Cái đó nó là doping trong tình yêu đó. Ủa rồi rồi sao rồi cuối cùng là có một tật xấu nó nhiều thôi, còn không gì còn cái tật xấu nào nữa à? Ảnh rất là mê điện thoại. Không phải là mê điện thoại mà là mê công việc. Khi mà em làm việc thì em có một cái sự tập trung kinh khủng, nên là ai nói gì cũng nghe, làm gì cũng nghe. Nhiều khi điện thoại gần hết pin luôn em cũng không biết. Từ 6 giờ sáng là ảnh có thể dậy, và cái thứ đầu tiên ảnh ra tới là cái điện thoại. Xong rồi là ảnh sẽ như vậy suốt ngày cho tới khuya mà 10 giờ ok rồi xong việc là lúc ngủ. Nào sợ tới vợ hỏi những cái chuyện ngộ quá, chuyện kệ người ta đi. Trời ơi tôi cầm điện thoại hoài. Sau 10 giờ đó không có, thôi 10 giờ là ngủ rồi. 10 giờ là lần thứ hai ngủ rồi. Em ngồi kết bên cạnh ảnh, em kể một câu chuyện hoặc là em thấy một cái hình gì vui vui em cần chia sẻ. Anh ơi coi nè, cái ổng cứ về 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 em trong điện thoại của ổng không ngó qua. Khoảng 5 phút sau ổng chợt nhớ ra là hình như là em mới kêu ổng. Thì ổng quay qua, nãy em kêu anh gì vậy? Mất hứng còn gì nữa. Bình thường thì ảnh sẽ làm về nhạc cho các chương trình, thì sẽ cũng cộng tác với nhiều đạo diễn. Còn em mà ngồi làm với ổng là chỉ có khóc thôi. Chị... lý do là ổng không phải, tại vì bà trả lương thấp quá anh. Ổng trả luôn á, ngoài trả lương em cao hơn, bên này em làm anh đâu được tính lương, nó phải khó chịu chứ gì. Mà lý do tại sao em phải khóc, vừa không nghe lời vừa phản bác nữa. Dạ em thì chỉnh chu nên em không làm gì qua loa được hết. Nếu mà đủ 10 gạch đầu dòng yêu cầu thì em bắt đầu mới tìm ra đáp án. Còn nếu mà chỉ có 2 gạch đầu dòng thì em không làm. Rồi còn gì nữa Nhân? Đó, hết rồi anh. Còn thật xấu nữa không? Tao đang hỏi Nhân mà. Tự trận lại Thảo Quang. Hết rồi. Chưa anh. Tới em đâu nghe. Chút nữa sẽ tới phần em. Từ lúc em có em bé đó thì nó sẽ có những cái chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà cảm giác giống như là ổng ham chơi á, mình không nói cái là ổng không có để ý. Thí dụ như là mỗi ngày đúng 6 giờ sáng là sẽ bưng con xuống cho bà nội. Thì cái chuyện đó nó chỉ có 3 bước thôi. Bưng con, mở tủ lạnh ra, lấy bình sữa cho bưng xuống cho bà nội. Ngày nào cũng phải hỏi em là bình sữa để đâu em, trong khi bình sữa thì lúc nào cũng nằm trong tủ lạnh. Em nhớ cái lần đó là cái chuyện mà hút sữa ra và để dành cho con đó, thì thật sự đó là rất là quý sữa. Thì em mệt quá em mới nói là anh ơi anh nhớ đem sữa xuống bỏ tủ lạnh. Ok, 4 tiếng em thức dậy, bình sữa còn ở ngoài, hư mất tiêu. Trời em giận kinh khủng luôn, không biết giận điên luôn á. Có nghĩa là coi như là hay lơ là. Rồi anh hết anh chưa? Anh đừng hỏi nữa, anh đừng hỏi nữa. Anh Hoàng nè em. Tính em không muốn kể xấu cho vợ em. Ok, em nể anh. Rồi, em nể anh, ok em sẽ nói. Tính cô này thì cô chỉ thích chơi game. Đó cũng là cái máy điện thoại. Thật sự cái thời gian cầm điện thoại ít hơn cậu. Bà chỉ thấy được em cầm điện thoại chứ bà không thấy được bà cầm điện thoại. Rồi còn gì nữa? Cô này cũng tham việc. Tham việc cực kỳ, có nghĩa là tiếc việc là làm đến cái ngày mà đi đẻ cũng còn làm, có bầu còn có khoảng 5 ngày đẻ vẫn làm việc được. Bật phải tham lên, bên kia làm bên này điều khiển, làm việc từ sáng đến tối mà xong việc á là bắt đầu đi bệnh viện 3 ngày nằm coi như nhấc cái lưng lên không nổi. Ai cũng ham công tiếc việc hết, đúng không nào? Thì anh thấy mình làm nhiều thì mình phải xả stress bằng chơi game đúng không anh? Có lần đó em với ảnh đang ở Tây Ban Nha, đang đi chơi. Cái em chơi game, cái ổng kêu là em dẹp game đi, hai đứa mình đi ra ngoài. Còn có mạng nữa để chơi xong rồi đi. Ổng hỏi em vậy nè, bây giờ em chọn anh hay là em chọn game? Chị biết trả lời sao không? Em chọn game. Trả lời luôn.
đóng cửa đi ra ngoài luôn, không biết làm gì luôn. Cái chuyện mà điện thoại đó không phải là chỉ của vợ chồng em đâu, gần như bây giờ là vấn nạn của tất cả các gia đình luôn á. Chia sẻ luôn, có nghĩa là mình mở mắt ra một cái đầu tiên á mình để tâm tới phải là cái điện thoại trước. Ngộ vậy đó, là cái tay nó gần như là một quán tính luôn rồi, là cái tay cầm cái điện thoại. Mà chị cũng vậy, mà ông xã chị cũng vậy luôn. Chị đi làm này nè, chị còn bỏ đi được nha chị, nhưng mà với ông này là không luôn. Trong chương trình nè, ngơi ra một cái thôi là Bin phải cầm cái điện thoại liền. Đó, ông này cái liều lượng của ông còn dễ sợ hơn chị nữa. Nếu mà mình nói để mà mình thay đổi cái tập quán đó, cái thói quen đó đó, thì nó rất là khó. Chị mới nhớ lại là bây giờ con nhỏ gái của chị luôn, mới đây thôi là lúc nào nó phải cần đến chị. Nhưng mà gần như là bây giờ khi nó lớn lên, bắt đầu nó biết sử dụng điện thoại rồi, là có những lúc bên mình nó quên mình. Nó quên mình chỉ đến khi nào nó bệnh hay khi nào mà bắt đầu nó ngủ á, thì lúc đó nó mới mẹ ơi, nó cần đến mình. Rất là kinh khủng, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm luôn. Thành ra là mình cũng chỉ biết chia sẻ với nhau thôi, chứ mình cũng khuyên được. Tại vì mình cũng vậy, mình khuyên ai. Bây giờ sống trong cái thời đại công nghệ này, mình không thể lạc hậu được. Mình phải tiếp cận với tất cả những cái thay đổi, những cái tiến bộ của mọi việc xung quanh bằng cái smartphone đó của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, mình cũng phải tự biết tiết chế. Chúc cho Quang và Nhân hạnh phúc nha. Rồi, xin chào. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn anh chị.